tới thằng mình đấy thôi. Bốn ngày nay mà bằng tiếng bốn chứng thì nếu bằng hàng tệ đầu tiên mà bốn chứng được xa về là nghiệp phóng hay sờ ngay bốn nhận bằng sờ ngay xa về là nghiệp mặt ngày ấy thì nhau một đoạn lại bằng cứ buộc quạt độ mày ấy thì mà ngay ấy thì chăm tới không bốn nhận bằng cứ pay này bỏ quạt cứ đặt bọn thằng màu ta mấy thì đất thầy đất ấy ăn thầy ấy nâng nâng nhớ không con ngày từ thực hiện đến thực hiện về lần nghĩa như con này là ngật với tàu không con tôi sợ bài dạng đai con thì chuyện hay là hơi xuống lắm con về lần nghĩa nhé này cái này là con tam tạm đang tôi sẽ làm với tàu bằng tray và to tiếp không con thì plăng thì chỉ plăng tận đáy là con này được xa miền này mà chợ đó đã băng trời không hay cái lời ấy nó cứ sợ trời thì cứ chọn đấy cứ cứ băng sẽ đã về nè mà bọn nghe bọn mình bên nữa cứ băng nè đòn chứ nữa đầu về bên nát cứ bên ông một băng ta gây và tỏ bên đằng hai còn đã băng là ấy nó xây xây tiền chứ nữa và tỏ bị băng hai cái dân bàn trời không bọn bàn trời nó cứ bọn dân còn đi vô bị mình ông còn nè stu chứ không sao khai nè stu xây chứ không còn nè phun còn mò stu chán chán không còn chỉ thằng là mò màu trắng nè hay từ đỏ buồn nội bị cọt màu mà nè pi nè bay vô mà ăn clam nhá không gì bị tha sợ sãi bốn ấy nè bây giờ hay trái của chúng anh ăn thay mấy đi mà làm chúng anh hay chết không bốn đâu biết là bốn nó biết là hay bông bốn nè khai còn thọp tròn cằn chứ không bốn cứ đập bay vô tất cứ hộp đi chìm sợi chúng anh tập về mà hôm đầu về thì vì chẳng anh hết em thì còn chỗ chật mà còn lấy là tới này chẳng này còn thì mới tới tận nói còn hay có hết lần mới chọn đơn là chơi vẫn nào còn hay tray này còn mình ăn hộp với hôm nay được hoa đá cứ ngồi bong bóng còn để hộp với ăn ngồi phục vụ còn hộp là tao bị ăn tray cho nói mẹ là ôn đi máu còn bàn tiêu máu còn thạt tiêu còn là nghĩa lại còn dùng mà ăn lớn cái bong bóng này là thay một quả đấy nơi vì tao mẹ bán cái bong bóng nó con cha